Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Điểm báo online ngày hôm nay, thứ Năm, 12 tháng 2 năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn một năm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi thông điệp 2014 với sự khẳng định của người đứng đầu Chính phủ về quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển toàn diện đất nước. Nhân dịp này, báo điện tử Chính phủ có bài đánh giá tổng kết những nội dung của thông điệp. Bài báo đánh giá, năm 2014 với rất nhiều khó khăn, cả ở tầm quốc tế lẫn trong nước, đặc biệt là những vấn đề về an ninh biển, chủ quyền quốc gia. Song, Việt Nam đã vững vàng khéo léo để giải quyết và tạo dựng vị thế trên trường quốc tế. Khẳng định, năm 2014, Việt Nam đã thành công một cách toàn diện và có sự phát triển đáng khích lệ. Đây sẽ là những tiền đề cho sự phát triển tốt hơn trong năm 2015 và những năm tiếp theo đã được tạo dựng trong năm 2014. Một năm, Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn thử thách, thu được những kết quả và những bài học kinh nghiệm quý báu. Cũng bình luận về vấn đề tạo nguồn lực cho sự phát triển của nước ta trong năm 2015 này, báo Lao động Điện tử, mục sự kiện và bình luận có bài Thi tài thay cho quan hệ. Theo đó, một trong những biện pháp cực kỳ quan trọng là vấn đề bố trí cán bộ phù hợp và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nhân tố con người quá quan trọng trong tái cơ cấu. Bởi chính phủ có cố gắng đến mấy thì cũng ít hiệu quả nếu như cơ chế bổ nhiệm, cơ chế trách nhiệm lãnh đạo vẫn là ngoại lệ với những người thực tài, trong khi lại miễn nhiệm đối với những người lãnh đạo kém cỏi nhưng lại được cơ cấu để rồi thất thoát, ném tiền của dân, của nước xuống sông, xuống biển. Lý giải một phần về nguyên nhân của thực trạng làm việc của công chức viên chức nhà nước hiện nay, báo điện tử Vietnamnet có bài Vào biên chế là có ngay ngân phiếu trọn đời. Bài báo phân tích, một thực trạng kéo dài hơn nửa thế kỷ qua là những người sau khi có quyết định tuyển dụng vào biên chế, nghiễm nhiên làm việc cho đến nghỉ hưu và nhận sổ hưu hết đời. Bất luận năng lực thế nào, việc làm có phù hợp không, hiệu quả ra sao, cứ vào được biên chế, coi như có ngay một tờ ngân phiếu vĩnh cửu lĩnh lương trọn đời. Không phù hợp nơi này thì chuyển sang cơ quan khác cũng vẫn biên chế và hưởng lương. Do đó, bài báo nhấn mạnh đã đến lúc phải có sự thay đổi cách tuyển dụng, cách trả lương để nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ công chức viên chức. Thưa quý vị và các bạn, vụ việc Bộ Thông tin và Truyền thông thanh tra xác minh sai phạm của tờ báo Người Cao Tuổi và kiến nghị cách chức tổng biên tập của tờ báo này đã nhận được sự quan tâm của dư luận, nhất là báo giới. Bàn về vụ việc trên, xét ở khía cạnh pháp lý, báo điện tử Vietnamnet phân tích việc thanh tra báo Người Cao Tuổi là đúng quy định. Bài báo nhận định, báo Người Cao Tuổi có nhiều bài viết giật tít mang tính câu khách, không ít bài mang tính định kiến làm cho bạn đọc bức xúc. Do đó, từ các căn cứ pháp lý, việc thanh tra này đã áp dụng đúng quy định tại luật thanh tra, luật báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đây là việc thanh tra tuân thủ pháp luật, làm rõ các dấu hiệu vi phạm. Dù thời điểm có nhạy cảm nhưng cũng phải làm để chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh. Cũng với chủ đề về mặt trái trong hoạt động báo chí hiện nay, mục tiêu điểm của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có bài Cần kiên quyết xử lý nạn phóng viên giả. Bài báo cho biết gần đây ở nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng giả danh nhà báo, lợi dụng danh nghĩa nhà báo dọa nạt các doanh nghiệp, cơ quan để đòi tiền với những thủ đoạn tinh vi. Những trường hợp vi phạm nêu trên gây hậu quả lớn, đặc biệt là làm mất uy tín của nghề báo. Hình ảnh của người làm báo trong công chúng đã phần nào bị ảnh hưởng, bị hạ thấp vì những đối tượng như vậy. Do đó, bài báo đề xuất để dẹp nạn nhà báo giả, ngoài việc tăng cường quản lý của các cơ quan báo chí, cần phải có các quy định pháp luật cụ thể và hình thức xử phạt nặng hơn nữa. Chuyển sang lĩnh vực kinh tế, vụ việc ngân hàng HSBC của Thụy Sĩ bị các phóng viên quốc tế phanh phui hành vi giúp sức cho buôn lậu kim cương, vũ khí và trốn thuế đã khiến cả thế giới rung động. Đặc biệt, nhiều người còn rất quan tâm đến thông tin về danh sách có đến 26 khách hàng là người Việt Nam hoặc có hộ chiếu Việt Nam. Tổng cộng có 106.000 tài khoản khách hàng tại 203 quốc gia trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2007 bị dò rỉ với tổng giá trị tài sản lên tới hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Các chủ tài khoản từ Thụy Sĩ chiếm số lượng lớn nhất với 11.235 người, sở hữu 31,2 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt trong danh sách này có đến 26 khách hàng liên quan đến Việt Nam với tổng tài sản là 37,5 triệu đô la Mỹ nằm trong danh sách, trong đó có 12% có hộ chiếu hoặc quốc tịch Việt Nam và người có tài sản lớn nhất là 12,2 triệu đô la Mỹ.
Chuyên mục Điểm báo online ngày hôm nay thứ Năm ngày 12 tháng 2 năm 2015 đến đây xin được kết thúc. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị và các bạn tìm đọc trên các trang báo điện tử Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Báo điện tử Chính phủ, Báo điện tử Vietnamnet và Báo điện tử Dân trí. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.